Mến chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục phần hướng dẫn đề cương ôn tập kiểm tra lại môn tiếng Anh 7. Trước khi bắt đầu, các em hãy chuẩn bị bút, thước, đề cương phần lý thuyết và bài tập, vở học. Các em hãy chú ý nghe giảng nhé. Các em đã sẵn sàng rồi đúng không? Chúng ta bắt đầu nhé. Bây giờ, các em hãy mở phần bài tập của đề cương ôn tập kiểm tra lại ra. Hôm nay, chúng ta sửa phần số 4. Read the passage and write true T or false F. Có nghĩa là đọc đoạn văn và viết đúng T hoặc sai F cho các câu phát biểu bên dưới. Chúng ta có tất cả hai phần, phần A và phần B. Mỗi phần là một đoạn văn để đọc hiểu và 5 câu phát biểu để chọn đúng sai. Các em đã rõ chưa nào? Chúng ta bắt đầu phần A nhé. Phần A. Trước tiên, các em hãy sẵn sàng bút chì và đặt tờ bài tập đề cương trước mặt nhé. Sẵn sàng rồi đúng không? Bây giờ, các em có một phút để đọc đoạn văn phần A và 5 câu phát biểu bên dưới. Trong quá trình đọc, nếu thấy có từ không hiểu, các em dùng bút chì kẻ bên dưới từ ấy. Một phút bắt đầu. Time's up. Hết giờ rồi. Các em làm rất tốt. Bây giờ, cô sẽ gợi ý cho các em nghĩa tiếng Việt của một số từ vựng trong đoạn văn phần A. Các em nhớ về nhà học thuộc bài. Ghi nhớ từ vựng rất quan trọng. Các em hãy cố gắng lên nhé. Yesterday. Hôm qua. Awful, khủng khiếp. Stomachache, sự đau bụng. Have, quá khứ đơn là had. Có, ăn, uống, bị. Eat, quá khứ đơn là ate. Ăn. Meat, thịt. Rice, cơm. Doctor, bác sĩ. Tiếp theo, soup, nghĩa là súp hoặc là canh. Lunch, nghĩa là bữa ăn trưa. Also, nghĩa là cũng vậy. Spinach, nghĩa là rau bó xôi. Parents, nghĩa là cha mẹ. Tiếp theo, sick, nghĩa là ốm, bệnh. Vegetables, nghĩa là rau. Dirt, nghĩa là chất bẩn. Farm,
nghĩa là trang trại, nông trường. Wash nghĩa là rửa. Medicine nghĩa là thuốc. Give, quá khứ đơn là gave, nghĩa là cho. Feel better, cảm thấy tốt hơn. Carefully nghĩa là cẩn thận, chu đáo. Bây giờ các em đã hiểu từ vựng. Các em hãy dừng video 5 phút để chọn đúng chữ tờ hoặc sai chữ F cho các phát biểu được đánh số từ 1 đến 5 nhé. 5 phút bắt đầu. Ok, 5 phút đã kết thúc. Chúng ta bắt đầu với đáp án câu số 1. Ba had an awful stomachache. Đáp án của chúng ta là true, đúng. Ở trên bài, chúng ta có câu là ba phải đi khám bác sĩ bởi vì một cơn đau bụng khủng khiếp. Vậy câu số 1, ba bị đau bụng kinh khủng, đau bụng khủng khiếp là đáp án đúng. Các em hiểu chưa nào? Chúng ta sang câu số 2. He ate meat, rice, soup and spinach. Anh ấy đã ăn thịt, cơm, canh và rau bó xôi. Đáp án của chúng ta là true, đúng. Vì trên bài có câu he told her that he ate meat, rice and soup for lunch. He also ate some spinach. Anh ấy đã nói cho cô ấy nghe, tức là ba đã kể cho bác sĩ nghe rằng anh ấy đã ăn thịt, cơm và canh cho bữa ăn trưa. Anh ấy cũng ăn một ít rau bó xôi. Chúng ta sang câu số 3. His parents didn't eat spinach. Đáp án của chúng ta là true, đúng. Bởi vì trên bài có câu but his parents didn't, nghĩa là ba mẹ của anh ấy thì không ăn rau bó xôi. Câu số 4. Vegetables often have dirt from the farm on them. Đáp án câu này là true, là đúng. Bởi vì trên bài có câu vegetables often have dirt from the farm on them. Bụi bẩn có nghĩa là rau thường có bụi bẩn từ trang trại, tức là trên rau bụi bẩn thường bám ở trên đó. Chúng ta sang câu số 5. He shouldn't wash vegetables carefully. Đáp án của chúng ta là F, sai. Lý do là bác sĩ bảo rằng anh ấy nên rửa rau một cách cẩn thận. She said that he should wash vegetables carefully. Nhưng trong câu số 5 thì lời phát biểu bảo rằng he shouldn't wash vegetables carefully. Anh ấy không nên rửa rau cẩn thận. Vậy là sai. Các em đã hiểu bài chưa nào? Rất tốt. Chúng ta sang phần B. Các em cũng sẵn sàng bút chì và
và đặt tờ bài tập đề cương trước mặt nhé. Rất tốt. Bây giờ các em có một phút để đọc đoạn văn phần B và 5 câu phát biểu bên dưới. Trong quá trình đọc, nếu thấy có từ không hiểu, các em dùng bút chì kẻ bên dưới từ ấy. Một phút, bắt đầu. Một phút đã hết. Các em làm rất tốt. Bây giờ, cô sẽ gợi ý cho các em nghĩa tiếng Việt của một số từ vựng trong đoạn văn phần B. Các em cũng nhớ về nhà học thuộc bài. Tuy từ vựng lần này nhiều, nhưng ghi nhớ từ vựng rất quan trọng. Các em cố gắng lên nhé! Baseball, nghĩa là bóng chày. Popular, nghĩa là phổ biến, được nhiều người ưa thích. Invent, phát minh, sáng chế. Enjoy, thích. Team, nghĩa là đội, nhóm. At first, nghĩa là lúc đầu. Beginning, nghĩa là beginning bằng với start, nghĩa là lúc bắt đầu. Play just for fun, nghĩa là chơi chỉ để giải trí. Money, nghĩa là tiền. Appear, nghĩa là xuất hiện. Professional, nghĩa là chuyên nghiệp. Các em hiểu chưa nào? Good. Bây giờ các em đã hiểu từ vựng, các em hãy dừng video 5 phút để chọn đúng chữ tờ hoặc sai chữ F cho các phát biểu được đánh số từ 1 đến 5 nhé. 5 phút bắt đầu. Ok, 5 phút đã kết thúc. Chúng ta đến với câu số 1. Americans likes playing baseball very much. Người Mỹ thích chơi bóng chày rất nhiều. Nghĩa là họ rất thích chơi bóng chày. Câu này đúng hay sai nào? Câu này đúng. Vì trên bài chúng ta có câu baseball is the most popular sport in America now. Bóng chày là môn thể thao được ưa thích nhất ở Mỹ hiện nay. Câu số 2. They invented baseball in 1869. Câu này đúng hay sai đây? Câu này sai. False. Lý do là trên bài chúng ta có câu A man, Bonner Doubleday, invented the game in Cooperstown, New York in 1831. Một người đàn ông có tên gọi là Banner Doubleday đã sáng chế ra cái trò chơi ở Cooperstown, New York vào năm 1831. Vậy đáp án là 1831 chứ không phải là 1869. Nên đáp án sẽ là sai. Câu số 3. Not many people enjoyed it from the beginning. Không có nhiều người yêu thích môn bóng chày
từ lúc bắt đầu. Đúng hay sai nào? Là sai. Bởi vì trên bài chúng ta có câu But baseball was very popular from the start. Nhưng bóng chày đã trở nên rất được phổ biến và được yêu thích từ khi bắt đầu. Chúng ta đã biết start bằng dưới, bằng với nghĩa từ beginning. Nên đáp án sẽ là sai. Câu số 4. At first, they played baseball just for fun. Lúc đầu, họ đã chơi bóng chày chỉ để cho vui thôi. Đáp án chúng ta đúng hay sai nào? Là đúng. Hãy nhìn vào câu được gạch chân bằng màu hồng. The first teams played only for fun, not money. Những cái đội đầu tiên chơi chỉ để cho vui thôi, giải trí thôi, chứ không phải vì tiền. Câu số 5. The first professional team appeared in 1896. Cái đội chuyên nghiệp đầu tiên xuất hiện vào năm 1896. Câu này đúng hay sai vậy? Là sai. Bởi vì đội đầu tiên xuất hiện vào năm 1869. Các em đã hiểu bài chưa nào? Rất tốt. Bài tập về nhà, các em nhớ học từ vựng và làm lại các bài tập nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại.